Xin chào các bác nha. Hôm nay thì bên em sẽ lại tiếp tục lên sóng để tư vấn cho các bác về tất cả các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề. Có bác nào mà có nhu cầu quan tâm về cái sản phẩm nào thì các bác vào livestream của nhà em để lựa chọn trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Rất là nhiều các sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề giá rẻ để phục vụ cho tất cả các bác khắp mọi miền Tổ quốc. Các bác mà có nhu cầu quan tâm muốn đặt hàng thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới bên em nhé. Các bác có thể là để lại số điện thoại ở ngay phần bình luận trong cái video này, hoặc là các bác có thể là liên hệ alo trực tiếp cho bên em qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Khi mà đặt hàng tại trung tâm điện máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước như những nơi khác nhé. Các bác chỉ cần có đầy đủ thông tin địa chỉ và số điện thoại là các bác sẽ có đơn hàng. Thì em sẽ lần lượt giới thiệu tới các bác về lần lượt từng mã sản phẩm nhé. Các bác mà quan tâm cái mặt hàng nào thì các bác hãy nói đúng mã sản phẩm và comment đúng giá tiền nhé, để bên em chốt đơn cho các bác, nó không có bị sai mã sản phẩm. Tất cả các dòng sản phẩm bên em thì nó có rất là nhiều mẫu mã nhé, mặt hàng đa dạng cực kỳ luôn, có hàng nghìn mặt hàng để phục vụ cho các bác. Để các bác mà quan tâm thì các bác cứ liên hệ trực tiếp nhé. Và em chào anh Tiến Hà, em xin chào anh Dũng Tòng nhé, em xin chào tất cả các bác. Các bác mà đang cập nhật theo dõi được livestream của em thì các bác chấm cho em xin một cái nút chấm tương tác ạ. Máy rung ốp gạch. Anh Nạc ơi, máy rung ốp gạch thì là hiện tại bên em đang hết hàng nhá. Máy rung ốp gạch này em có cái mẫu máy pin nhưng mà đang hết hàng, hiện tại là đang hết hàng và em lượng nó mới có. Tô vít đóng thì bên em không có nhá anh Dũng Tòng ơi. Tô vít đóng là không có. Và em chào anh Khánh Nguyễn nhá. Và em xin chào tất cả các bác. Các bác vào theo dõi được livestream của em thì các bác chào em một tiếng nhá. Và em xin chào anh Nhung ạ. Các bác mà đang theo dõi được livestream của em thì mỗi bác chấm cho em một cái nút chấm tương tác để em nhìn thấy các bác nhá. Và em xin chào anh Trúc nhá. Thân máy có bán cặp than Makita. Anh Trúc là muốn mua cái than máy gì anh Trúc? Than nó có rất là nhiều loại nhá. Máy hàn que là em có nhá anh Khang ơi. Máy hàn que thì các bác có thể sử dụng cho em cái mẫu máy hàn Kenmax 200F nhá. Giá của nó hiện tại là chỉ có 999.000 thôi, được miễn phí ship tận nơi cho các bác. Pin dòng xả cao anh Hải pin. Và em xin cảm ơn anh trưởng rất là nhiều. Em cảm ơn anh Nạc nhá. Cái quả pin dòng xả cao thì các bác sử dụng cho em cái quả pin của máy mài nhá. Pin của máy mài, pin dòng xả cao. Giá hiện tại là 350.000 là em miễn phí ship cho các bác. Đấy, về các bác sử dụng được cho máy mài nhá. Máy hàn mic không khí. Anh Hùng ơi, nếu như mà máy hàn mic mà 3 chức năng thì là bên em sẽ có máy Kenmax nhá. Máy Kenmax giá là 2.6 triệu. Và em chào anh Bộ Như Cơ Khí nhá. Và em xin chào anh Thảo Phạm. Và em chào anh Nguyễn nhá, em chào anh Nguyễn Sơn. Và em xin chào tất cả các bác. Đấy, các bác đang theo dõi live, mỗi bác chấm cho em một cái nút chấm tương tác đi ạ. Máy bắn vít thì em có rất là nhiều nhá anh Huyền ơi. Anh Huyền ơi, máy bắn vít thì bên em có rất là nhiều. Để anh cần cái loại như nào, anh làm công việc gì thì anh comment để em tư vấn cho anh. Đấy, bắn vít thì em sẽ có máy bắn vít 12V rồi 21V, pin 5C, pin 10C. Bắn vít thì kể cả các bác lấy những cái dòng máy nhỏ gọn như này là vẫn bắn được vít nhá. Máy hàn Kenmax. Anh Lạc ơi, máy hàn Kenmax hàn mic là bên em sẽ có hai mẫu nhá. Một mẫu là máy hàn một chức năng giá là 2.1 triệu, còn máy 3 chức năng thì sẽ là 2.6 triệu. Máy mài pin này em có luôn anh Nguyễn Văn ơi, nếu như mà máy mài pin nếu mà em phải mài pin Vulcan ở đây nhá anh nhá. Trên gác. Đây, mài pin này em có mài pin của Daiwatt hoặc là mài pin của Vulcan anh Nguyễn Văn nhá. Anh Quốc Khánh là muốn mua cái máy bắn vít tầm bao nhiêu tiền thì anh comment để em giới thiệu cho anh ạ. Và em chào anh Vườn Lan nhé. Đây, máy mài pin này. Pin Makita là anh mua nguyên quả pin hay là mua nguyên bộ hay là như nào nhỉ anh Phúc nhỉ? Vít điện em có luôn anh Nguyễn Linh ơi. Vít điện thì là anh sử dụng cho em là đầu 10 hoặc đầu 13 nhá. Đấy, đầu 10 thì nó rơi vào là 490, còn đầu 13 là 580, hàng Getone chính hãng luôn. Đây, máy mài pin này, bác Nguyễn Văn đang hỏi em máy mài pin. Anh Lạc là một xem, và anh Lạc chờ em một chút nữa thì em sẽ lên máy hàn nhé. Vì là cái máy hàn nó to, nó cồng kềnh nên là nhiều khi em ít khi mang vào trong live ấy. Một lát em giới thiệu cho. Thân máy mài Makita em đang hết rồi anh Nguyễn Văn này. Nếu như mà máy mài thì hiện tại là em còn mài của Daiwatt này nhá. Mài pin của Daiwatt thì là em đang xả kho thanh lý cho các bác là giá là 1.100.000 một bộ, là sẽ có nguyên bộ là một thân máy, hai quả pin và một sạc luôn kèm theo hộp đựng máy. Đấy, còn nếu như mà các bác mà mua thân máy thì là em còn lẻ một hai cái thân nữa, thì là thanh lý các bác giá là 450.000 một cái thân máy nhá. Thì là Daiwatt
của máy pin này thì nó sẽ sử dụng chân pin phổ thông và máy là máy chạy động cơ từ không than và sử dụng được cắt một tốc cho em. Máy dùng gia đình bán vít. Khoan ba chức năng anh Tuấn ơi, khoan ba chức năng này em sẽ có khoan pin 5 cell 10 cell. Những cái dòng mà pin 5 cell như này này, này em có của Boss hoặc là của Mayta giá là đang hiện tại là 520 một bộ nhá. Đấy, còn những cái dòng của Hukan mà chạy động cơ không than như thế này thì máy hai chức năng của nó sẽ là ba chức năng của nó sẽ là 850 nhá. Còn các bác mà sử dụng máy 10 ly, 13 ly, đây 13 ly là em có Mayta không than là giá là 1 triệu này. Còn Daiwat có than là giá là 900. Máy cắt dùng gia đình em có luôn anh Tuyến. Máy bu lông là em có rất là nhiều nha anh Tây Bắc nhá. Đấy, máy cắt mà dùng gia đình thì anh Tuyến có thể dùng cho em cái con máy Saikyo này này. Thân máy Daiwat là 450 nha anh Tuyến căn này. Đây. Cái máy cắt gia đình xài điện thì các bác dùng cho em cái Saikyo này giá là 400 nhá. 400 miễn ship và tặng kèm theo các bác một lời cắt gạch giá 50.000 luôn. Mở led này em có nha anh kỹ thuật đi. Hukan 13 ly là hiện tại là em còn mẫu cho em mượn con Hukan X7 với lại con Hukan 5 cell. Anh Hải ơi, nếu như mà Hukan 13 ly là em còn mẫu 13 ly auto lock mà pin 5 cell là 1.150.000, còn Hukan 13 ly không than pin một pin 10 cell, một pin 15 cell con Hukan X8 giá là 1.900.000. Và ok anh Nguyễn Văn cho em xin số điện thoại anh Nguyễn Văn nhá. Máy bắn Vito này em có luôn anh Văn Nguyễn này. Anh Văn Nguyễn là cần máy bắn Vito là máy pin hay máy điện ạ? Bắn tô nếu như mà các bác máy điện thì các bác dùng cho cái đầu 10 này nhá. Cái đầu 10 của Detto này này. Đấy. Vừa lại bác nào hỏi em bắn vít điện ấy. Bắn vít điện mà các bác sử dụng bắn tôn, bắn vít nhiều thì các bác lấy treo cái con Detto đầu 10 này, nó nhỏ gọn này, các bác làm nó nhẹ nhàng nhá. Giá là 490.000 một bộ nhá. 490.000 một máy nhá, 490.000 một máy. Đây là máy điện, còn nếu như mà các bác mà muốn sử dụng máy pin thì là các bác sử dụng cho em bắn tôn là các bác dùng những cái đầu 13 ly như này hoặc là đầu chuyên vít nhá. Đầu 13 ly của Mayta là em đang sale giảm giá là 999.000 đấy và 1 triệu một máy. Và ok anh Nguyễn Văn nhá, ok Nguyễn Văn. Máy Makita thân 3 chức là không than. Để anh Tuấn này, cái Mayta không than 3 chức năng này này. Hiện tại bên đang xả kho là giá là 1 triệu là miễn phí ship cho các bác này. Hukan X7 là Hukan X7 là em hết hàng rồi anh Hải ơi. Cái Hukan X7 là thật ra là nó hay bị sắt cốt nhá. Nên em bỏ mẫu rồi không có làm nữa. Bây giờ là em có Hukan X8. Đấy, Hukan X8 là giá là 1 triệu 9 nha anh Hải nhá. Khoan pin 3. Bu lông Mayta siêu mạnh. Nếu như mà bu lông Mayta là anh muốn cái loại mạnh thì anh dùng cái loại này là anh chúc hàn cái con Mayta BL này. Đấy, cái mã BL này là hiện tại em đang xả kho là 1.150.000 một bộ nhá. Làm miễn ship và tặng kèm cho các bác hai cái đầu chuyển, một cái đầu chuyển vít, một đầu chuyển khoan. Máy bắn, máy pin bắn vít tôn vào V5. Anh Văn Nguyễn ơi, nếu như mà anh bắn tôn ý, bắn tôn thì anh cứ dùng những cái đầu 13 ly như thế này là vô tư nhá. Đấy. Khoan điện vào ok anh Mạnh Cửu. Ok anh Mạnh Cửu chờ em một chút này. Nếu như mà các bác bắn tôn thì các bác cứ dùng cái con Mayta 1 triệu này cho em là bắn tôn thoải mái. Và em cảm ơn anh Liên nhá. Đấy. Bắn tôn thì là các bác cứ sử dụng cái đầu 13 ly này. Con máy này thì nó là máy 3 chức năng luôn, đa chức năng nhá. Đấy, nó sẽ có 3 chức năng là các bác vừa bắn tôn, bắn vít rồi khoan sắt, khoan gỗ được. Đấy, nó rất là khỏe. Cái bộ này thì em đang xả kho thanh lý có giá có 1 triệu thôi là được bao ship tận lô cho các bác rồi. Đấy, các bác nhận hàng, các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. 3 chức năng này các bác vừa có thể là có chức năng búa để hỗ trợ khoan từ được luôn nhá. Đấy, giá là 1 triệu nhá. Bao cho các bác bắn tôn, bắn vít thoải mái cho em. Đó, đấy con này là Mayta 13 ly. Là thức máy động cơ từ không đổi than luôn nhá. Mayta điện hả anh Bang? Anh Bang nếu như mà Mayta điện thì là bên em chỉ có hàng chính hãng thôi. Hàng chính hãng nó đắt, nó tầm hơn 1 triệu một cái nhá. Khoan điện này anh Cửu này. Đây, khoan điện này em sẽ có khoan đầu 10 ly hoặc 13 ly. Đấy, các bác sử dụng hàng Detto như này. Đấy, sử dụng hàng Detto. Detto hàng chính hãng này xài là bao xài cho các bác luôn. Đấy, các bác có thể sử dụng đầu 10 ly hoặc đầu 13 ly cho em nhé. Đây là hai cái mẫu máy khoan tay của Detto. Khoan bê tông pin này em có luôn anh Tân Mai. Bê tông pin này hiện tại là bên em có bê tông pin của Hikachi là 1 triệu 150 nghìn hoặc là bê tông của Hukan là 2 triệu 250 nghìn nhé.
Đấy, lăm tiên xanh của Huka em đang hết hàng nha anh Thái, phải một thời gian nữa hàng nó mới về được nhá. Đấy, lăm tiên xanh hiện tại em còn mẫu khác thôi, còn mẫu Huka nó đang hết. Đấy, bác nào đang hỏi em máy khoan điện này, khoan điện là các bác có thể là tham khảo cho em hai mẫu khoan 10 ly và 13 ly. Đây, cái mẫu này là mẫu 10 ly nhá. Đây là khoan Detone đầu 10 ly của Detone. Đấy, cái này thì công suất của nó sẽ là 550W nhá. Model là DKID550. Đấy, con này giá là 490.000 nha các bác. Đây là 490.000 là Detone đầu 10 ly nhá. Sẽ phù hợp cho những bác nào mà bắn máy tôn ý. Các bác bắn vít nhiều, các bác cần một cái con máy nhỏ gọn nhẹ nhàng, làm không bị mỏi tay thì các bác sử dụng cái đầu 10 ly để xem. Đấy, cái này đầu máy của nó sẽ là đầu nhựa nhá, đầu tự siết, đầu 10 ly. Đấy, các bác lắp đồng mũi khoan 10 ly đổ lại, giá sẽ là 490.000 một máy nha, 490.000 một máy. Đây là khoan Detone đầu 10 ly, khoan điện nhá. Các bác sử dụng điện trực tiếp 220V cho em. Cái này là đầu 10 ly nhá. Còn các bác mà cần cái con máy to hơn ý, máy to hơn thì các bác sử dụng sang đầu 13 ly nhá. Đây là máy 13 ly của Detone này. Khoan 13 ly của Detone, con này nó sẽ có mã là DKID710B các nhá. Con này nó có công suất là 710W. Anh Nhật Nguyễn ấy, anh đặt hàng chưa ạ? Nếu như mà các bác mà đặt hàng ngày nào này em gửi luôn ngày đấy nhá. Một đôi pin của máy xếp bu lông. À, anh Đức Thắng ơi, cái pin của xếp bu lông thì anh có thể sử dụng cho em pin 10 cell nhá. Pin 10 cell thì em có loại 250 một quả hoặc là 350 một quả. Còn sạc đi chung thì em tính là 100 một cái nha anh Đức Thắng nhá. Để anh một chút anh cứ để lại số điện thoại đi, nhà em sẽ có nhân viên alo tư vấn lại cho anh. Có hai máy vặn ốc vít hả anh Vườn Nan? Anh đặt rồi là em gửi rồi đấy nhá anh Nguyễn ơi. Đây là khoan Detone đầu 13 ly đấy các bác này. Khoan Detone 13 ly thì nó sẽ có theo là một cái tay cầm cho các bác luôn nhá. Có theo máy, có máy và một tay cầm luôn. Mũi khoan gỗ đầu gài. Mũi khoan gỗ đầu gài em không có anh Cherry nhá. Mũi khoan gỗ em chỉ có mũi chui lục giác thôi. Mũi chui lục giác, mũi đa lăng. Có khoan gỗ, khoan tường, khoan đá được luôn. Đấy, đây là khoan Detone đầu 13 ly này. Khoan Detone đầu 13 ly, giá của nó sẽ là 580.000 nha, 580.000. Đấy, cái mã này thì phù hợp cho những bác nào mà cần một con máy to để khoan sắt, khoan gỗ. Rồi các bác xài gia đình ý, các bác xài gia đình nó có chức năng búa này rất là tiện nhá. Đấy, có chức năng búa để cho các bác khoan tường được. Thì giá của nó sẽ là 580.000. Đây là khoan Detone đầu 13 ly. Lên máy tia. Máy tia thì máy tia để đến tối nhá, để đến tối em lên máy tia. Hôm nay máy tia này không mang vào đây rồi anh Thái ạ. Pin 15 cell này hiện tại em còn mấy quả pin của Mayta nhá anh Nguyễn này, anh Nguyễn Trong. Pin của Mayta 15 cell là 450 một quả nhá, nhiều chi tiết. Để bác làm một chốt được máy khoan Detone 13 ly thì là các bác để lại điện thoại cho em này. Các bác mà đặt hàng thì comment cho em cái mã sản phẩm kèm theo số điện thoại nhé. Đấy, bác nào muốn xem về cái mẫu máy nào thì các bác comment lên cho em để em tư vấn cho các bác này. Thân máy chuyên viết của Mayta. Anh Tuấn đây, cái chuyên viết của Mayta là hiện tại là bên em chỉ còn cái mẫu mà cái mẫu đắt tiền ấy. Cái mẫu của Mayta, cái mẫu mới, cái mẫu mà thân máy nhỏ gọn khỏe đấy thì là 1.150.000 một bộ. Nếu như mà anh mà mua thân máy thì là em mũi khoan đa lăng chui lục giác á. Anh Cherry, cái mũi khoan đa lăng chui lục giác thì nhà em cũng giới thiệu các bác rất là nhiều rồi. Nó là cái mũi đầu 4 cạnh nha. Cái mũi như này này. Đây là mũi khoan đa lăng. Vâng, anh Huyền ơi, anh Huyền mà lấy cái con 13 ly thì để lại số điện thoại em nhé. Đây là mũi khoan chui lục giác này các bác này. Đấy, mũi khoan này là đầu 4 cạnh và chui lục giác như này. Thì cái mũi khoan loại này là cái dòng mũi khoan xịn nhất nhá. Đấy, cái này các bác khoan đá, khoan tường, khoan gạch cho em. Em sẽ có mũi phi 4, 6, 8, 10 và 12. Nếu như mà bác làm mà lấy nguyên một bộ 5 mũi là 225.000. Pin bên trong pin xám nhá anh Nguyễn Trang ơi, pin 15 cell là pin xám. Nếu như mà anh Huyền Linh mà chốt cái con khoan điện 13 ly này để lại số điện thoại em nhé. Đây là Detone 13 ly này, vít 13 ly á. Anh Nguyễn Kiệt là quan tâm vít 13 ly là máy pin máy điện anh. Nếu như mà 13 ly thì là anh sử dụng máy điện, là anh sử dụng trong con Detone này là 580 nhá, là khoan điện. Và ok anh Đức Thắng ạ, em cảm ơn anh Đức Thắng nhá. Đấy, đây, khoan điện 13 ly của Detone là 580. Còn nếu như mà các bác sử dụng khoan pin ý, khoan pin thì là em sẽ có cái mẫu của
Đây kìa, đây khoan pin đây. Khoan pin này em sẽ có cái mẫu này là khoan của Daiwat nhá. Đây là Daiwat. À, máy 13 ly của Daiwat thì thân máy của nó sẽ chạy động cơ có chổi than. Để cái bộ này em đang xả kho là 900.000 một bộ nhá. 900.000 một bộ là sẽ có theo là hai pin luôn nhá, hai pin nguyên hộp luôn. Có hai quả pin. Giá là 900.000 là máy Daiwat, là máy này là có chổi than này. Nếu như mà các bác chạy động cơ từ không chổi than thì các bác sử dụng cho em sang con Maita này nhá. Maita là ba chức năng động cơ từ không chổi than, đầu 13 ly, đầu kim loại. Giá thanh lý là 1 triệu miễn ship. Đấy, có bao gồm một thân máy, hai pin và một sạc cho các bác. Còn cao cấp hơn nữa thì các bác sử dụng sang cho em con Vuca X8 này nhá. Đây là máy Vuca X8 này. Đây. Máy Vuca X8 nhá. Hai lỗ 100 này. Hả? Hai cái lỗ này 100 này. Được. Chị với hỏi em cái kia phải Vuca X8 nhỉ? Tên gọi ấy. Được rồi, kia lỗ trên lõi hai cái là giảm 100. Thế được, em lấy con máy kia phải con X8 này. Để một lát nữa em sẽ nhờ người lấy con X8, em giới thiệu các bác con X8 của Hukan. Nếu như các bác xài ngon nhất thì là các bác lấy con X8. Cái giá của nó hơi căng một chút nhưng mà các bác xài cực phê luôn. Đấy, hôm nay là em còn mấy cái bộ máy bu lông của Hukan X9 này các bác này. À, anh gì nhỉ? Anh Z, anh ZX, tên của anh hơi khó đọc chút. Pin Maita 5 cell là 230 một quả là em có nha anh Tuấn ơi. Máy khoan rút lõi là em có luôn anh Tuấn Nương nhá. Và máy khoan rút lõi là em có đông trang. Máy rút lõi đông trang là giá là 1.700.000. Bu lông Maita không than. Anh Hưng Phạm ơi, bu lông Maita không than là em có hai mẫu đấy. Một mẫu là 950 là chân pin phổ thông. Còn một mẫu BL như này là giá là 1.150.000 này. Đấy, hôm nay các bác chốt bu lông Maita là em sẽ tặng thêm cho các bác là hai cái đầu chuyển nhá. Một cái đầu chuyển vít và một đầu chuyển khoan luôn. Đấy, khoan pin Hitachi 350 là em có nhá anh Hồ Điệp ơi. 350 Hitachi là 350 là con màu đen. Con màu đen là nó không có đèn báo pin nhá. Đấy, con màu xám này là 400 là có đèn báo pin này. Còn con màu đen là 350 là không có đèn báo pin. Vâng, anh Cherry là chốt hai mũi khoan đấy ạ. Nếu như mà anh lấy hai mũi khoan thì nó sẽ là 100.000 đấy. Hai mũi khoan là 100.000. Đấy, hai mũi là nó mất thêm tiền phí ship là vào 100.000. Và em chào anh Hiếu nha. Em có khẩu 8 và khẩu dài. Khẩu bắn nhỉ? 10, 8 và 10 dài. À, khẩu anh điện lạnh hay khẩu thì bên em bán theo nguyên bộ thôi. Anh có thể mua cái bộ khẩu 10 món đi, dài 10 cm, là từ 8 đến 24 là giá là 250 ạ. Thân máy mài pin Vuca này em đang hết nha anh Vinh ơi. Mài pin Vuca này hiện tại em còn nguyên bộ thôi. Đây. Máy mài góc một tấc là em có nhiều lắm anh Đông ơi. Anh Đông muốn sử dụng cái máy mài góc một tấc cái loại tầm bao nhiêu tiền ạ? À? Anh sử dụng máy pin hay máy điện anh? Bắn vít đông trang thì hiện tại đang hết nha anh Bằng nhá. Đấy, đây là con mài pin của Huka này các bác này. Mài pin của Huka này em còn nguyên bộ như này nhá. Thân khoan đai bắt cái thân loại nào nhỉ anh Hoàng nhỉ? Anh Hoàng quan tâm cái thân đai bắt loại nào? Đây là mài pin của Hukan nhá. Mài pin của Hukan thì cái mã này nó sẽ sử dụng chân pin phổ thông này. Cái mã này sử dụng chân pin phổ thông. Đấy thì nó sẽ có theo. Anh Điện Lạnh Vi chờ em một chút rồi xong rồi em giới thiệu cho. Chờ em một chút nữa nhé. Đây là máy mài pin của Hukan nhá. Mài pin của Hukan thì nó sẽ có theo là hai quả pin, là một quả 10 cell và một quả 15 cell luôn. Đấy, cái bộ này chạy rất là êm. Đấy, cái kiểu máy của nó rất là đẹp luôn này các bác này. Bộ này có giá là 1.850.000 nhá. 1.850.000. Đây là mài pin của Hukan nhá. Cái này là hàng Hukan chính hãng này các bác này. Hàng Hukan chính hãng. Nó sử dụng chân pin phổ thông nên là các bác sử dụng rất là tiện. Cái quả pin này nó sẽ có một quả pin 10 cell và một quả pin 15 cell nhá. Các bác có thể tận dụng được hai quả pin của bộ máy này. Các bác mua thêm một cái thân máy chuyên vít hay là thân máy bu lông đấy, và các bác vẫn có thể xài chung được luôn nhé. Giá là 1.850.000 là mài pin của Hukan. Cái này sử dụng chân pin phổ thông. Đấy, còn các bác muốn cái mức giá hợp lý hơn thì các bác xài sang cái của Daiwat. Để Daiwat thì nó sẽ có hai pin 10 cell nhé. Giá của nó sẽ là 1.100.000 một bộ. Đấy, có hai pin 10 cell.
giá 1.111.000 bộ. Đấy, còn đây là con máy khoan Hukan X8 Pro đấy các này. Đây là bộ Hukan X8 Pro nha. Máy 3 chức năng này. Đấy, 3 chức năng thì bao giờ các bác cũng sẽ có chức năng bắn vít này, chức năng khoan này và chức năng búa này. Đó. Thân 3 chức năng là 650, Minh Ngọc ơi, thân 3 chức năng của Mayta là 650 một thân nha anh nhá. 650 một thân Mayta 3 chức năng, không thổi than. Đấy, đây cái thân này này. Hukan X1 là em đang xả kho các bác giá 1.200.000 nhá anh Thế Ngộ đây. Cái thân máy 3 chức năng của Mayta này này, các bác lấy em bóc máy ra là 650 một thân máy nhá. Đây là con Hukan X1 nha. Hukan X1. Đó. Anh Thế Ngồi, đây là máy Hukan X1 Pro. Em còn mấy cái bộ này nữa lên này em thanh lý các bác giá là 1.200.000 nhá. Giá 1.200.000 là không có quà tặng nhá. 1.200.000 là em không có quà tặng. Đấy, các bác nào muốn lấy quà tặng thì là 1.300.000. 1.300.000 thì em sẽ tặng thêm đầu khẩu rồi đầu vít các thứ đấy, còn 1.200.000 thì là không có quà tặng nhá. Đấy, con Hukan X1 này thì các bác được rất là nhiều các bác quan tâm vì là cái quả búa nó là thứ nhất là quả búa to, bắn bu lông khỏe. Và pin của nó là sử dụng chân pin phổ thông nhá. Theo là hai quả pin châu là một quả 10 cell và một quả 15 cell cho các bác. Đấy, nguyên hộp là nó sẽ có một cái khẩu 22, một dây đe, một đựng. Giá thanh lý cho các bác là 1.200.000 nhá, là không có quà tặng nhá. Thân Daiwat à, anh Minh Ngọc ơi, anh Minh Ngọc lấy thân Mayta đi. Thân Daiwat của nó là không, nó có chổi than, anh lấy hẳn cái thân của Mayta này. Thân Mayta này nó không chổi than, anh xài nó ngon nhiều. Cưa xích pin này hiện tại là bên em còn cái thân máy thôi nha anh Thọ ơi, còn thân máy sử dụng chân pin phổ thông là 380 một thân nha. Nếu như mà anh chưa có pin thì anh mua thêm một quả pin với sạc nữa về anh mới xài được. Thân máy khoan Mayta 3 chức năng. Đây anh Hoàng Tân đây, Mayta 3 chức năng đây. Nếu như mà anh lấy thân máy thì sẽ là 650 nha. 650 một thân máy, còn các bác lấy nguyên bộ là 1.000.000. Ga 134 là em có anh Tuấn nhá. Ga 134 bình nhỏ của nó là 500.000. 500.000 chưa có bao ship. Ga 134 cái bình nhỏ đấy. Anh Đông là muốn quan tâm về cái mẫu máy cắt máy pin hay máy điện nhỉ anh? Máy điện em có, máy pin em có. Để bác nào mà muốn xem cái mẫu nào thì các bác comment lên để em giới thiệu lên cho các bác nhá. Để bác nào chốt được cái bộ Mayta 13 ly này thì comment xem này. Mayta 13 ly này hiện tại em đang thanh lý giá chỉ có 1.000.000 thôi. Đấy, 1.000.000 là bao ship tận nơi cho bác hàng Mayta loại 1 nhá. Đấy thì cái bộ này nó sẽ có 3 chức năng này. Các bác có chức năng bắn vít khoan vào búa nhá. Điều chỉnh được 20 cấp độ trượt này. Mở bu lông 17. Bác nào đang hỏi em mở bu lông 17 đúng không? Nếu như mà các bác mà mở bu lông 17 thì các bác lấy những cái bộ bu lông kể cả như cái Hitachi này nó cũng mở được 17 mà. Khoan pin em có nhiều loại lắm nha anh Ân Nguyễn đây. Anh muốn quan tâm cái loại nào anh comment để em giới thiệu cho anh. Đấy, có bác nào đang hỏi em thùng đồ. À cái thùng 300.000 em còn nha anh Vũ Minh ơi. Thùng 300.000 em vẫn còn đấy. Nếu như mà anh chốt thì anh cứ để lại số điện thoại đi nhé, em alo cho anh. Đấy, thùng này hình như còn mấy cái nữa đấy. Mài pin rẻ thì anh lấy cái Daiwat thì anh Tam Nguyễn ơi. Đấy, bác nào đang hỏi em bu lông để bắn được bu lông 17, các bác sử dụng cho em cái con của Hitachi được được này. Giá thanh lý là 750 một bộ nha. À, có nguyên bộ thôi, nguyên bộ là khẩu 22 nha anh Định ơi, khẩu 22 thôi, còn đổi thì là không có đổi. Cái máy rửa xe loại nào nhỉ anh Thắng ơi? Anh Thắng nhận được cái máy rửa xe loại nào đấy ạ? Máy mài pin rẻ anh lấy cái này nha anh Tam Nguyễn. Đây. Máy DCA em có mã 03 hoặc mã 12 nhá anh Tân Trần ơi. Loại 13 kg là loại nào nhỉ anh Tuấn nhỉ? Cưa xích pin này em có thân cưa xích pin là 380 nhá anh Thọ nhá. Anh Ân Nguyễn làm điện nước. Vâng, anh thấy ngô một chất cái bộ X1 thì comment hộ em nhá. Đấy, bác nào đang hỏi em cái máy mài pin rẻ này. Mài pin rẻ thì các bác sử dụng cho em mài Daiwat này nhá. Giá là 1.100.000 một bộ. Để anh Ân Nguyễn làm điện nước là vừa lại anh hỏi em cái gì nhỉ em quên mất rồi. Anh Ân Nguyễn làm điện nước là anh đang muốn mua máy khoan pin hay là cái gì nhỉ anh Ân Nguyễn ơi.
khoan, cái khoan mẫu mẫu đấy là hãng gì đấy hả anh Bằng đấy? Anh Bằng hỏi em cái khoan hãng gì đấy. Và em cảm ơn anh Kim Lộc nhá. Đấy vừa nãy bác nào đang hỏi em thước thi công. À cái thước đấy thì bên em không có rồi anh Chí Minh ơi. Bên em không có nhá. Bác nào đang hỏi em cái máy mài pin loại rẻ, đấy mài pin loại rẻ thì các bác lấy cái loại này tầm trung bình. Đấy xài tốt. Máy đai vát nha, mài pin của đai vát, sử dụng chân pin phổ thông luôn. Giá là 1.100.000 là miễn phí ship cho các bác. Đấy bộ này có theo thân máy này, hai pin, một thân máy hai pin và một sạc nha. Pin sẽ là chân pin phổ thông và thân máy là chạy động cơ từ không than. Cái Makita hàng chính hãng ấy là sao vậy nhỉ anh Bằng ơi? Hàng chính hãng ấy là sao ạ? Bác là cho mài pin của Daiwat thì comment em nhé. Mài pin của Daiwat là 1.100.000 là em miễn phí ship hoàn toàn cho các bác nhé. Mài pin của Daiwat. Đấy còn đây là cái bộ máy Hukan X8 này, Hukan X8 bò đồ này các bác này. Anh Nguyễn Châu đặt hàng chưa ạ? Nếu như mà anh mà đặt rồi là nhà em gửi hết hàng trong ngày luôn rồi nha anh Nguyễn Châu nhá. Bộ Hukan X8 bò đồ nha. Cái bộ này thì nó sẽ là máy 3 chức năng, động cơ không chổi than nha, động cơ từ không chổi than. Đầu 13 ly như này cho em nha, đầu 13 ly. Chân pin phổ thông này đi theo máy là có một pin 10 cell, một pin 15 cell. Giá của nó sẽ là 1.900.000 một bộ nha, 1.900.000 một bộ. Đấy. UKX8. Đây là bộ UKX8 này. À anh Thắng Lộc ơi, cái rửa xe Masaki thì nó không có bình bột tuyết đâu. Không có bình bột tuyết nha anh Thắng. Bộ đấy là không có bình bột tuyết là đúng rồi đấy. Cái bộ Zman thì mới có bình bột tuyết nha anh Thắng nha. Bộ rửa xe của Masaki thì không có bình bột tuyết đâu. Anh và anh xem lại cái chỗ em giới thiệu em với nhá. Đấy, đây là Hukan X8 nha. Bộ Hukan X8 Pro. Giá là 1.900.000 này. Đấy bác là chốt cái mẫu 3 chức năng của Hukan X8 và rồi thì comment cho em. Giá là 1.900.000 một bộ nhá. Đấy còn bác nào mà quan tâm những cái con máy pin tròn nhỏ gọn này. Anh Hưng ơi, cái bộ bô lông của Mayta là em sẽ có 2 mã nhá. Em có 2 mã đấy. Bô lông của Mayta mà anh lấy cái dòng mà chân pin phổ thông thì là 950, còn bô lông của Mayta BL như này là 1.150.000 nhá. Là sẽ có nguyên bộ một thân máy, hai pin và một sạc, một khẩu 22, một dây đeo hộp đựng. Và ngày hôm nay thì các bác đặt hàng ở trên line máy Bulo Mayta là em sẽ tặng thêm cho bác hai cái đầu chuyển vít và đầu chuyển khoan nha. Khoan đục bê tông bót. Bê tông bót là bê tông pin nhá anh Phước nhá, giá là 1.550.000 ạ. Chuyên vít. Chuyên vít giờ em có cái mẫu chuyên vít của Huka này em đang xả kho là 1.400.000 nhá anh như nhau ấy, 1.400.000 hoặc là chuyên vít của Mayta là 1.150.000 là cái mẫu mới, cái mẫu thân máy nhỏ gọn ấy. Phun sơn pin em không có anh Việt Anh nhá. Đấy đây chuyên vít của Huka là 1.400.000 hoặc là chuyên vít của Daiwat là 1.200.000. Chuyên vít của Mayta là 1.150.000 nhá anh như nhau nhá. Ấm siêu tốc là em có nhá anh bé May ấy. Ấm siêu tốc là em có ấm siêu tốc Thái Lan là 1.700.000 ạ. Ấm siêu tốc Thái Lan là 1.700.000 miễn phí ship nha anh bé Mây nhá. Nếu mà anh chốt thì cứ để lại số điện thoại cho em. Thân máy gì à? Anh Lê Chiểu là muốn quan tâm cái thân máy gì nhỉ anh nhỉ? Đây có bác là quan tâm máy 12 vòng của Hitachi không ạ? Có cái gì ạ? Có máy dương. Máy bu lông à anh Phạm Văn Mong ấy, có phải anh Phạm Văn Mong hỏi em máy bán bu lông hay là sao ạ? Máy bu lông thì em có rất là nhiều mẫu nhá, bu lông là có nhiều mẫu cực kỳ luôn. Đấy, cái hàng rẻ cũng có mà hàng đắt cũng có luôn. Đây là bu lông, cái chuyên vít nào anh như nhau em vừa bảo anh là chuyên vít của Daiwat là 1.150.000 đấy. Đấy, à chuyên vít của Daiwat là 1.200.000, còn Mayta là 1.150.000, còn Huka là 1.400.000 nhá, anh như nhau nhá. Đấy, còn đây là bu lông của Hitachi này các bác này. Đấy, bác nào chốt được cái bộ bu lông Hitachi này thì comment cho em là bu lông Hitachi nhá. Giá là 750.000 này. Đưa gì ạ? À? Anh Mong là hỏi em cái gì đấy ạ? À? Có loại xài điện. Anh Phước là hỏi em máy xài điện là máy bu lông á? Máy bu lông xài điện ấy hả? À? Bu lông xài điện thì em không có ạ. Mà em đang cầm. Đây, cái này là 750 anh Ân Nguyễn ơi. Cái em đang cầm là 750 đây nhá. Đây, cái máy em đang cầm là 750. Đây là bu lông của Hitachi nhá.
Đây là bộ cua lông của Hitachi này. Thân máy chuyên vít nhỏ gọn là 600.000 nhá anh Chiêu ơi, anh Lê Chiêu. 600.000 nhá anh Lê Chiêu nhá. Đấy, còn đây là bộ bu lông của Hitachi. Là em đang thanh lý cái mã này là 750.000 này các bác này, 750.000 bu lông của Hitachi nhá. Giá miễn ship tận nơi cho các bác, nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, cái bộ này là sử dụng chân pin phổ thông. Đấy, có bao gồm một thân máy, hai quả bi và một sạc cho em. Một khẩu 22, một dây đeo và một hộp đựng nhá. Chuyên vít. Chuyên vít hôm nay em lại không mang vào đây rồi anh Lê Chiểu ơi. Nó giống như là cái con máy, nó cũng tựa tựa như cái con VUCA này này, nhưng mà cái thân máy của nó nhỏ gọn hơn một chút nhá. Đấy, thân máy nhỏ gọn hơn một chút của Magita ấy, con Magita ấy. Đấy, còn đây là chuyên vít của VUCA này, em đang thanh lý cái mã này là chuyên vít VUCA X2 và đồ theo phụ kiện là giá là 1.4 triệu nhá. Bác làm mà chốt cái mã này thì comment cho em này. Đây là chuyên vít của VUCA, giá là 1.4 triệu. Còn đây là mã bu lông của Makita BL. Đấy, bu lông Makita mã BL nha. Giá thanh lý cho các bác là 1.150.000 miễn phí ship và tặng kèm theo hai đầu chuyển, một đầu chuyển VIP và một đầu chuyển khoan nha. Giá rất là hời luôn cho các bác này. Để bác nào chốt cái mã này thì comment xem luôn này, bu lông Makita mã BL nhá. Máy ba chức năng Makita đây anh Đặng ơi, anh Phong Đặng ơi, đây là máy Makita ba chức năng. Đấy, cái bộ này là thân máy không chổi than nhá, thân máy là động cơ từ không chổi than. Đầu 13 ly đầu kim loại nhá. Giá là 1 triệu miễn phí ship, là có bao gồm một thân máy, hai quả pin, một sạc cho các bác này. Giá là 1 triệu này, 1 triệu miễn phí ship. Còn đây là cái bộ máy bu lông của Hukan X1 Pro nha. Cái bộ này là hôm nay là em sẽ thanh lý cho các bác giá là 1.2 triệu, là không có quà tặng nhá, chỉ có nguyên hộp thôi. Một thân máy, hai pin và một sạc, một khẩu 22, một dây đeo và một đựng. Đấy, bác nào mà muốn lấy thêm quà tặng thì là 100.000 nữa là thành 1.3 triệu thì là sẽ có quà tặng nha. Còn không có quà tặng thì sẽ là 1.2 triệu. Ba chức năng Makita. Để anh Phong mà chốt được máy ba chức năng Makita thì cứ comment lên với em nhé. Pin Makita dòng xả cao. À, pin dòng xả cao là em còn mấy cái quả pin của Hitachi nha. Giá là 350.000 một quả, pin 10 xe nhanh hoàng tại. Máy khoan bê tông chạy điện đất tông. Em có luôn anh Bình Minh ơi. Bê tông chạy điện đất tông. Giá là 1.150.000. Bê tông chạy điện Deton là giá là 1.150.000 nha. Là sẽ có nguyên hộp 3 mũi khoa, 2 mũi đục. Máy hàn 3 chức năng này em còn máy của Kenmax nhá. Anh Bế Luân này, máy hàn 3 chức năng là của Kenmax là giá là 2.6 triệu. Đấy, giá 2.6 triệu nha. Máy 3 chức năng, máy hàn 3 chức năng của Kenmax ấy. Đấy, bác là chốt được con bu lông X1 này thì comment xem này. Còn đây là con bu lông X9 này. Đây là con bu lông VUCA X9 Pro nha. Giá là 2.250.000 một bộ. 2.250.000 một bộ. Bu lông của VUCA X9 Pro nhá. Đấy. Cái nào đắt hả anh Hạnh ơi, cái nào đắt? Cái này là tiền nào của đấy đấy, rồi kể cả các bác muốn mua những cái loại rẻ em cũng có. Còn tiền nào của đấy, hàng hãng thì nó sẽ đắt hơn, nó chất lượng. Đấy, dùng nó được cái chất lượng. Còn giá thì là em bao giá toàn quốc cho các bác. Đấy, rẻ hơn so với thị trường rất là nhiều rồi. Có gì ạ? À? À anh Nguyễn Châu là cái thiếc bún ở bên vẫn chưa về. Và em chào anh Bình nha. Thiếc bún em vẫn chưa về, em còn thiếc tăm thôi. Còn thiếc sợi tăm. À đây là bộ bu lông VUCA X9 nha. Bộ bu lông VUCA X9 là 2.250.000 một bộ. Con này lực xiết của nó sẽ là 650 N nha. Lực xiết của VUCA X9 sẽ là 650 N. Đầu máy sẽ là đầu bu lông 1/2 đầu đặc cho em nhá. Đầu đặc, thân máy là động cơ không chổi than. Và kèm theo là sẽ có hai quả pin 10 xe chân pin phổ thông như này. Chốt anh Hitachi. Và ok anh Phong nhá. Anh Phong ơi, nếu như mà Hitachi này này, Hitachi này 750 thì anh vẫn có thể là xài chung pin được với còn cái gì hả anh Mai Hồ nhỉ? Hitachi này này là vẫn xài chung pin được với Makita, nhưng mà là những cái bộ Makita chân pin phổ thông ấy nha anh Phong Đặng nhá. Đây, những cái con Hitachi bu lông này, mấy con Makita, mấy Bali này nó vẫn xài chung pin với nhau luôn. Và anh Hoàng ơi, anh Hoàng để lại số điện thoại em nhá. Anh Kiệt là muốn mua cái gì anh Kiệt? Máy rung là máy rung thợ mộc hay là máy rung gì anh Hồng? Em có máy rung sử dụng điện trực tiếp 220 ấy. Anh Hoàng tạm mà chốt hai quả pin, cứ để lại số điện thoại của em nhé.
Mỏ lết là anh cần mỏ lết cỡ bao nhiêu? Anh kỹ thuật đi. Anh kỹ thuật cần mỏ lết cỡ bao nhiêu ạ? Em chào anh Tấn Hải nha. Đấy, bác nào mà chốt cái mã nào thì là các bác để lại số điện thoại cho em nhá. Anh Phong mà chốt thì để lại số điện thoại em nhá. Phụ tùng máy à, anh Doãn là muốn mua cái phụ tùng gì ạ? Bên em có máy và cả đồ thay thế, phụ tùng thay thế là có. Máy cắt sắt bàn. Máy cắt sắt bàn thì hiện tại anh lấy cái máy của Bata ấy, anh Hữu Ân đi. Máy của Bata đấy. Giá là 1.3, 1.300.000 một máy. Thân máy khoan bàn. Máy khoan bàn thì em không có nha anh Siêu nhá. Con Mayta 2021 thì ạ? À? À đây. Anh Bình ơi, cái 2021 này của chuyên vít thì em không có, em có mua lông thôi. Nếu mà anh lấy chuyên vít thì anh lấy sang của Daiwat nhá. Có của Daiwat chuyên vít 2021 là giá 1.2.000 là của Daiwat, cái Daiwat màu vàng ấy. Vâng. Anh Phong Đặng hỏi em cái quả pin 10 cell à hay pin 15 cell ấy. Cách điện mỏ hàn. À cái đấy em không có anh Kiệt nhá. À, anh bé Mây xem ống siêu tốc. Ống siêu tốc này em lại không mang vào đây nhỉ. Ấm siêu tốc thì anh vào trong những cái clip trước là em có đưa lên rất là nhiều rồi đấy, anh bé Mây, cái siêu tốc Thái Lan ấy. Hôm nay em lại không mang nó vào đây. Mẫu nào nhỉ? Anh Bình hỏi em cái mẫu nào ạ? À? Cái mẫu nào, mẫu mới ạ? À? Vâng, pin 10 cell là 350 một quả, là pin dòng xả cao nha anh Phong Đặng ơi. Pin dòng xả cao, pin 10 cell đấy, 350 một quả. Xem máy rửa xe gia đình. Anh Thảo máy rửa xe vào Zalo em nhé. Hôm nay em lại không mang máy rửa xe vào đây. Ổ cắm 5 nỗ em có nuôi anh Mai Hồ ơi, 450.000 là 10 cái. Ổ cắm 5 nỗ là 450.000 là các bác được 10 cái. Giá miễn ship cho các bác là lấy 10 cái được miễn ship luôn. Phụ tùng máy xăng em đang hết rồi anh xong nhá. Phụ tùng máy xăng này không còn. Bơm lốp ô tô. À anh thích chế tạo ở đây, bơm lốp ô tô đây. Bơm lốp ô tô là 650 một bộ nhá. Đây là cái bộ bơm lốp ô tô này. Đấy, bơm ô tô 12V, giá là 650 một bộ nhá. Bác nào mà có xe hơi thì là các bác sử dụng cái bộ này để trong cốp xe rất là tiện. Đấy, các bác sử dụng cho bình ắc quy nhá. Đây, nó sẽ có nguyên bộ cho các bác này, có cả kìm này, dao cắt tí này, tô vít này. Nói chung là nó có đầy đủ phụ kiện cho các bác. Nó có cả nguyên một cái bộ để cho các bác này là tự vá sầm trên đường được luôn nhá. Đấy, đây bơm lốp 12V này. Không còn cái gì ạ không còn hàng. Cái con nào anh Bình ơi, cái con nào anh hỏi em, cái con nào đấy, cái con chuyên vít 2021 này em chỉ có Daiwat thôi chứ em không có là Mayta. Đấy, đây là con bơm lốp 12V này các bác này, 650.000 nha. Các bác sử dụng cắm vào bình ắc quy của ô tô là các bác có thể sử dụng bơm hơi nhá. Và có kèm theo cái bộ phụ kiện cho các bác là vá săn ở trên đường luôn. Đấy, cái này nó rất là tiện. Bác làm mà sử dụng, các bác có máy hơi, xe hơi ý, thì các bác sử dụng nhá. Máy khoan pin bắt ốc là em có nhiều loại lắm anh Quân ạ. Anh Quân là muốn hỏi em cái mẫu loại nào. Đấy, máy bắt ốc pin thì em có đủ mẫu nhá. Giá dao động là từ 750 cho đến 2 triệu. Đấy, nó có nhiều mẫu lắm. Em muốn mua loại tầm bao tiền, các bác muốn mua lại tầm bao tiền thì các bác comment thì em tư vấn cho bác nó mới được chuẩn nhá. Đấy, bơm lốp ô tô là 650 nha các bác nha. Bơm lốp ô tô 12V là 650. Mayta 13 ly giá 1 triệu thôi anh Lý Bùi ơi, 1 triệu. Đây 13 ly của Mayta này. Đây là máy Mayta 13 ly nha. Giá là 1 triệu miễn phí ship cho các bác là có một thân máy 2 bi với một sạc luôn. Giá là 1 triệu nhá. Bao phí vận chuyển toàn quốc này. Đấy, bác là chốt cái mã này thì comment cho em. Còn đây là máy 12V của Hitachi nhá. 12V pin tròn, pin tam giác. Cái này là pin 3 cell nhá. Máy 2 chức năng, đầu kẹp 10, chạy động cơ có chổi than cho em. Cái 12V này em sẽ có hai mã cho các bác. Một mã là, mã này là mã màu xám nhá. Mã màu xám thì nó sẽ có đèn báo pin. Giá là 400.000, còn các bác lên cái mã màu đen thì sẽ là 350 là không có đèn báo pin nhá. Đây mã này là màu xám là có đèn báo pin là 400. Đấy, còn các bác lấy loại màu đen là không có đèn báo pin thì giá là 350. Con Mayta. Anh Bình ơi, con Mayta 1.150.000 này nó là đầu máy bu lông nhanh.
chứ không phải là trên vít nhá. Đây là đầu bu lông rộng như này này. Đấy, anh vừa có thể là bắn bu lông và có lỗ lục ra ở giữa để cắm vít như này. Đầu bu lông 2 trong 1 chứ không phải là đầu chuyên vít nhá. Đầu chuyên vít thì là em chỉ có đai watt thôi. Đấy, còn may ta là có bu lông đấy nhá. Máy may ta 3 chức lăng. Em không có máy chính hãng đâu anh Bình ơi. Một cái con mà Makita 3 chức năng như này, hàng chính hãng của nó rơi vào tầm 7-8 triệu nhá. Em không có nha anh Bình nhá. Cái đấy bán nó cũng không có đầu ra. Đấy, nhiều bác hỏi chính hãng nhưng mà nói giá tiền thì ít bác lấy được á. Nên là em không có làm cái đấy nhá. Máy 13 ly. Đấy, cái 13 ly như này là 1 triệu, là anh đi bù em 1 triệu. Đấy, bác nào vừa chốt được Vita 13 ly thì comment của em nhé. 1 triệu miễn phí ship cho các bác này. Còn đây là máy 12V của Vita này. Đấy, 12V của Vita đây. Đây là 12V của Vita là 400.000 nha. 400.000 là Vita 12V. Là cái bộ này nó sẽ có theo một cái bộ phụ kiện là hơn 20 chi tiết đi theo. X1 của nó là hơn 300 Newton đấy anh Tuyến đấy, hơn 300 Newton. Chuyên viết đấy là loại khác. Chuyên viết đấy là rồi em quên đấy anh Bình ơi, cái chuyên viết đấy là chuyên viết 20 rồi, chuyên viết đấy là chuyên viết mẫu mới nhất đấy. Cái chuyên viết của Mayta là 1.150.000 nhá em, còn anh Bình ơi em còn, em không mang nó vào đây, con đấy là vẫn còn, con đấy hàng mới vẫn còn nhá. DCA 12V không có nha anh Củ Hành ơi. Mỏ led số 12 ấy hả? Mỏ led số 12 là 160 đấy anh Thế Giới Kỹ Thuật đây, mỏ led 12 là 160. Mayta bô lông anh Điện Lạnh Hồ ấy, nếu như mà Mayta bô lông mà chân pin phổ thông là 950, còn cái mẫu BL như này là 1.150.000 nha anh Điện Lạnh Hồ nhá. Đấy, anh mà lấy thì anh comment của em là được. Anh để lấy của em một con bu lông Mayta và đây một con chuyên vít Mayta mẫu mới nữa. Chỗ nào? Đây là máy bu lông Mayta BL này. Là sao anh Bình ơi? Đấy, đây mã này là mã bu lông Mayta của BL nha anh Điện Lạnh Hồ nhá. Vâng, anh Thế Giới Kỹ Thuật mà chốt thì cứ để lại số điện thoại em nhá. Các bác chốt đơn thì phải có số điện thoại nhé, em mới liên hệ với các bác để gửi hàng được nhá. Bu lông Mayta mã BL là giá là 1.150.000. Đấy là mã BL nhá. Đây là mã BL mã 2021 nhanh Điện Ảnh Hồ nhá. Còn cái mã mà chân pin phổ thông ấy thì sẽ là 950 thôi. Đấy, nó có hai mã đấy. Thì anh lấy cái mã nào đánh cứ báo bên em nhá. Mã chân pin phổ thông là cái mã giống như này này. Mã giống như cái con Hitachi này, nó là của Mayta nhá. Hitachi là 750, còn Mayta là 950. Đấy, còn cái con BL này thì nó khỏe hơn, cái lực sức của nó mạnh hơn ý. Giá là nó cao một tí nhưng mà xài nó khỏe hơn. Thân máy mài pin chân pin phổ thông em có luôn anh Hùng ơi. Nếu như mà anh lắc mũi khoan đa lăng chu lục giác vào đây là anh khoan tường được nhá, anh Điện Ảnh Hồ nhá. Cái này nó có búa mà, thì cái bu lông này hầu như con nào nó có búa hết. Thân máy mài mà chân pin phổ thông thì em còn lẻ mấy cái thân của đai watt như này này. Cái thân máy như này này là 450 nhá. 450 nha anh. Vâng. Và anh Phong ơi, anh Phong mà chốt thì cứ để lại số điện thoại em nhá. Thế hả anh Bình? Đây cái con chuyên vít ở đây là anh Bình ơi, đây là con chuyên vít mẫu mới này. Đấy, cái con chuyên vít mẫu mới này là 1.150.000 nha. Cái này cái thân máy của nó rất là nhỏ gọn nhá. Bắn vít thì khỏe luôn, khỏe như trâu luôn á. Anh Thế Giới Kỹ Thuật ơi, em thấy địa chỉ của anh rồi nhưng mà anh phải cho em số điện thoại nha. Các bác chưa cần phải cho địa chỉ đâu, chỉ cần cho em cái số điện thoại mới là được. Nhà em sẽ alo để xin địa chỉ của các bác. Nếu các bác chốt đơn là có cứ để lại số điện thoại em nhá. Cái con Mayta bu lông 950 mà. Đấy, đây là con chuyên vít mẫu mới đây này anh Bình ơi, giá là 1.150.000. Cái con giống như này này. Đấy, đây là chuyên vít của Mayta là 1.150.000 nha. Cái này là chuyên vít mẫu mới. Đấy, thân máy của nó nhỏ gọn, khỏe cực kỳ luôn. Đấy, con này các bác xài bắn tôm bắn vít là 3 công trình thoải mái nhá. Đấy, con này là 1.150.000 đây anh Bình ơi, 1.150.000.
Còn đây là cái mã máy bu lông của Makita này. Đây, đây là cũng một cái mẫu mới nhá. Cái bu lông Makita này là bu lông Makita mẫu mới này. Đó, con này là lực siết của nó là 880 N nhá. Lực siết là 880 N. Giá là 1,6 triệu nhá. Giá là 1,6 triệu con này. Thân máy đấy 600.000 đấy anh Tuấn này. Thân máy trên viên là 600.000. Máy hàn mic không dùng khí thì anh dùng cho em máy hàn 3 chức năng, máy hàn mic 3 chức năng nhá, anh Mạnh Hùng nhá. Anh gì nhỉ, anh Bình Lê. Máy hàn mic không dùng khí thì anh lấy máy Kenmax 3 chức năng là 2,6 triệu nha anh nhá. Anh Hùng ơi, nếu như mà thân máy của Daiwatt là em đang thanh lý là 450, là không có theo tay cầm với tay mở đâu, nó chỉ có mỗi thân máy thôi. Đúng rồi, chân pin phổ thông đấy anh Bình nhá. Đây là cái bộ bu lông Makita mẫu mới, con này lực siết mạnh nha. Con này lực siết khủng này các bác này. Lực siết là 880 N nha. Con này giá 1,6 triệu. Con này giá 1,6 triệu nhá. Chân pin phổ thông pin 10 cell này, giá 1,6 triệu. Con này thì cái lực siết của nó mạnh đấy các bác, mà cần cái con máy lực siết mạnh để bắn những con bu lông cỡ lớn thì các bác sử dụng cho em con Makita này nhá. Em có Makita màu xanh hoặc là Daiwatt màu vàng, giá là 1,6 triệu một bộ. Đấy, các bác nghe tiếng kêu đó. Cực kỳ luôn này. Lam xích. Em có cái lam xích mà lam của nó dài 34 cm ý, anh Baby ấy, giá là 180. Cái thân máy này 1 triệu anh Hiển đây. Cái này bóc thân máy ra để em tính giá 1 triệu nhá. Bóc thân máy ra tính giá 1 triệu anh Hiển nhá. Đấy, con này các bác lấy nguyên bộ là 1,6 triệu nhưng mà bóc thân máy ra là 1 triệu nhá. Con này thân máy của nó là lực siết là 880 N ấy, sử dụng chân pin phổ thông cho em nhá. À, anh Thế Giới Kỹ Thuật, em không nhìn thấy số điện thoại của anh nhỉ? Em không nhìn thấy số điện thoại của anh nha anh Kỹ Thuật ơi, anh comment lại của em số điện thoại anh viết bằng chữ hộ em nhá. Viết bằng số dạo này như nó bị ẩn em không có nhìn thấy. Em chào anh Sông Núi nha. Vâng, ok anh Bình Vũ, ok anh Bình Vũ nhá. Đấy, còn con này là con máy pin 5 cell này, máy 3 chức năng pin 5 cell này. Anh Cường Thái, vừa lấy em giới thiệu cho anh Cường Thái cái con máy chân pin phổ thông đấy. Con này của Makita là chân pin phổ thông đấy. Con này khỏe cực kỳ luôn nha anh Thái. Con này khỏe cực kỳ luôn, con này giá là 1,6 triệu nha. 1,6 triệu là của Makita, lực siết là 880 N nhé, là giá là 1,6 triệu. Đấy, hoặc là anh dùng cái Hukan X9 này này. Hukan X9 này là 650 N. Đấy, pin của nó sẽ là pin 10 cell, là giá là 2,250,000 nhé. Cái Hukan này hàng hạng, giá 2,250,000 nhá. Sạc của nó là 150 nhanh 50. Sạc con 13 ly là 150. Còn đây là con máy 3 chức năng pin 5 cell này đó này. 3 chức năng pin 5 cell. Cái bộ này các bác sẽ có 3 chức năng nhá, bắn viết khoan vào búa luôn nhá. Điều chỉnh được 25 cấp độ trượt này. Đầu máy là đầu nhựa, đầu 10 ly tự xiết như này. Pin của nó sẽ là pin 5 cell nhá. Thân máy chạy động cơ có chổi than cho em. Em sẽ có máy bót hoặc là Makita. Đây là máy bót này. Đấy, đây là máy bót, cho em mượn cái bê tông đét thồn đấy nhá. Đây là máy khoan bót, giá là 520 bê tông điện. Đây là 520 một bộ nhá. Các bác hãy lựa chọn xem máy bót hoặc Makita. Đây là máy bót này hoặc Makita nhá. Cái bót của nó, cái màu xanh của nó sẽ là màu xanh kiểu dạng như là màu xanh da trời ấy. Đấy, còn Makita là màu xanh lá. Giá là 520 một bộ nhá. Bộ nào cũng sẽ có đầy đủ hết cho các bác, là hai quả pin, một sạc adapter, một hộp và một bộ phụ kiện hơn 20 chi tiết đi theo cho các bác. Giá 520.000 một bộ nhá. Thân máy là chạy động cơ cỗ chổi than cho em. Đấy, pin của nó pin 5 cell, giá 520 một bộ. Đây là máy đầu 10 ly nhá. Đầu 10 ly. Đấy, còn 13 ly thì các bác xài ra những cái dòng pin này. Của Makita là 1 triệu là máy không chổi than này. Đấy. Còn con này là con 3 chức năng của Hukan này các bác. Con này nó sẽ có búa nha. 3 chức năng là nó sẽ có búa này. Đấy, 3 chức năng là có búa. Giá là 850.000 nhá. Giá là 850.000. Con này chạy động cơ từ nha. Con này chạy động cơ từ không chổi than. Máy mài và bấn vít đây, bác có dùng chung đi được không? Có nha anh Nguyễn Tiến ơi.
máy mài đai bát và máy máy khoan máy bát đều đai bát là anh dùng chung pin với nhau được, nó đều là chân pin phổ thông mà. Dây hàn 16 là giá là 50.000 một mét nha anh hai Vũ. Máy bạ em không còn đâu anh Di cô ơi, em có máy mới rồi, cứ dùng máy mới đi cho nó ngon. Đấy, đây là hu can pin 5 cell, chạy động cơ không chổi than cho em nha, chạy động cơ từ không chổi than. Pin 5 cell này còn nhiều như này, con này có búa nhá. À, cái mã này em sẽ có hai mã đây, một mã là hai chức năng là 800.000, còn mã này ba chức năng là 850.000 thôi nhá. X1 được xếp bao nhiêu để em xem nào. X1 được xếp là 330 Newton nhá anh Mạnh Đình ấy, 330 Newton. Anh Thái hỏi em cái khoan gì anh Thái ơi, anh Thái. Anh Điện Mạnh Thái, anh ở Đồng Nai đúng không? Lâu lắm rồi không ủng hộ em cái gì nha anh Thái Hòa ấy. Anh Thái Hòa mày ủng hộ em cái gì đi. Xe 7 chỗ thì anh Phong ơi, nếu như mà xe 7 chỗ thì anh sử dụng cái con lực xếp lớn ấy. Đấy anh lấy cái con Huka X9 này cho em đi. Con này 2.250.000 nhá. Đấy, con này 2.250.000. Đây để em giới thiệu các bác cái con vừa nãy có bác là hỏi em máy bê tông điện này không? Bê tông điện này. Các bác có thể là sử dụng máy bot này hoặc là máy Hukan này hoặc là Saikyo hoặc là của Deton. Đấy, em có rất là nhiều mã nhá. Mã này là mã Hukan này. Đây là máy khoan điện của Hukan nha, khoan 3 chức năng nhá. Khoan 3 chức năng Hukan này. Khoan 3 chức năng Hukan này các bác này. Bộ máy Hukan 3 chức năng này các bác sẽ được tặng kèm theo là có 30 khoan và 20 đục nha. Có hộp đục máy đầy đủ cho các bác luôn. Giá là 1.050.000 nhá. 1.050.000 một máy. Đây. Đây là 1.050.000 một máy. Máy 3 chức năng như này nhá. Sử dụng điện trực tiếp 220V này các bác này. Đấy. Có 3 chức năng và có đảo chiều đây. Con này công suất của nó sẽ là 1050W nhá. Vòng tua là 1180 vòng trên 1 phút. Đấy. Giá là 1.050.000, 1.050.000. Máy 3 chức năng đầu gà như này, hàng Hukan chính hãng, logo dập lỗ này cho em nhá. Giá 1.050.000 một bộ. 1.050.000, miễn phí ship tận nơi cho các bác này. Đấy, bác nào chốt cái này thì comment cho em đi. Đây là bê tông của Hukan nha, các bác có thể sử dụng Hukan này hoặc là Deton hoặc là Saikyo được. Còn hợp lý giá thì các bác lấy phân bót. Phân bót là 720 nhé. Bót có hồ 720. Đây là của Hukan nha. Đấy. Bác nào mà quan tâm máy mài chỉnh tốc nha. Mài chỉnh tốc là em sẽ có mài của Mapute. Đấy, đây là mài chỉnh tốc Mapute, mài chuôi dài nhá. Chuôi dài nó sẽ có cái phần chỉnh tốc ở trên lưng máy như này này. Công tắc bóp còi chuôi này nhá. Máy một tấc này. Đấy, cái mã này công suất của nó sẽ là 850W nha. Sử dụng lưỡi cắt hoặc lưỡi mài phim 100. Vòng tua là 11.000 vòng trên 1 phút. Giá là 650.000 một máy nhá. 650.000 một máy chỉnh tốc của Mapute. Đấy, hôm nay bác làm mà chốt máy mài điện này em sẽ tặng các bác thêm một cái lưỡi cắt gạch trị giá 50.000 nha. Đây là mài chỉnh tốc của Mapute. Hoặc là các bác sử dụng sang của Deton nhá. Deton là màu xanh này. Hai cái mã này đều có chỉnh tốc và sử dụng công tắc bóp cỏ chuôi này. Công suất của máy Deton màu xanh này sẽ là 950W nha, giá là 700.000 một máy. Cho anh hỏi khoan 13 ly Marita, anh không lấy thùng. Không lấy thùng cũng được. À, anh Hòa ấy, nhưng mà không lấy thùng cũng được, nhưng mà nó trừ nó cũng không được bao nhiêu tiền ý. Anh cứ lấy nguyên bộ và mình lên mai mình đựng gì đựng ấy, không lấy hộp thì em chỉ trừ được ít tiền thôi, nó không có trừ được nhiều đâu. Vâng, em chào anh Bình nha. Đấy, bác là chốt máy mài chỉnh tốc thì comment em nhá. Mài chỉnh tốc này em có cái mẫu màu xanh đen này là của Mapute là 650 này, còn đây là của Deton là màu xanh lá là 700 nhá. Đấy, máy mài chuyên tài này có điều chỉnh tốc độ cho các bác nhá. Đấy, hoặc là các bác sử dụng sang cái máy mài Deton, máy không chỉnh tốc là 560 này. Đây, mài Deton không chỉnh tốc đây. Mài Deton mà không chỉnh tốc là em sẽ có hai mã. Đây, cái mã này là có chỉnh tốc. Đấy, chuôi ngắn này này. Công tắc cạnh này có chỉnh tốc ở dưới đuôi này nha.
Điều chỉnh được 6 lút tốc độ dưới đuôi này, giá là 700.000. Là máy có chỉnh tốc, con này công suất của nó sẽ là 1.100W nhá. 1.100W. Đấy, cái mã này là công suất là 1.100W, là máy có chỉnh tốc, máy chui ngắn, công tắc cạnh nhá, giá là 700. Đấy, còn các bác lấy máy không chỉnh tốc thì công suất của nó sẽ là 950W, là giá là 560 nha. Còn mã có chỉnh tốc, có chỉnh tốc thì bao giờ giá của nó cũng sẽ cao hơn. Đấy, có chỉnh tốc là các bác điều chỉnh được 6 lút tốc độ luôn nhá. Đấy, bác là chốt mã là comment mã đấy cho em này. Đây này, cái máy Decton này là không chỉnh tốc này. Đây, cái mã này không chỉnh tốc này. Mã không chỉnh tốc là 560.000 các bác nhỉ. Không nhìn thấy con khoan bê tông pin của Hukan. Bê tông Hukan pin thì hôm nay em không mang vào đây anh Bình ạ. Anh vào Zalo đi gửi mẫu cho. Đây là máy mài của Decton này. Mài Decton cái mã này không có chỉnh tốc, đây công suất là 950W nhỉ. Đấy. 950 nhanh Hoài Lộc ơi, 950. Đây. Cái mã này là không có chỉnh tốc này. Giá là 560.000, công suất là 950W nhá. Công tắc cạnh này. Mài Decton này em sẽ có công tắc cạnh và công tắc đuôi đấy nhá. Giá là 560.000 một máy. Để bác là chốt mài Decton thì cầm lên là mài Decton cho em nhá. Bác là chốt cái mã nào thì cứ comment cho em số điện thoại nha. Các bác đặt hàng để lại em mã sản phẩm kèm theo số điện thoại nhá. Đặt hàng các bác có số điện thoại để em mới alo cho các bác được ạ. Máy hút bụi em có nha anh Đạo ơi, em Đạo. Máy hút bụi là em có máy sử dụng điện trực tiếp 220V, giá 550 nha. Mua một kéo đa lăng này. Và anh cái gì nhỉ, anh Tuệ hay anh Tuệ, đặt hàng để lại số điện thoại em nhá. Các bác mà chốt đơn hàng để lại em xin số điện thoại thì em sẽ có nhân viên alo tư vấn cho các bác nha. Vâng, anh nhắn Zalo cho em đi, chắc nhà em chưa đọc đấy. Em đọc thì em mới trả lời nha anh Bình ơi. Đấy, bác là chốt mài Decton thì comment mài Decton cho em này. Mài là hình như còn chữ rồi đó. Bỏ ra không 384 rồi. Anh lưu lại đi. Đây, cái này là máy mài chui dài này các bác này. Đây là mài chui dài nhá. Máy mài chui dài. Cho em mở cái máy hút bụi người kia vào đây với anh này. Và anh Đạo tăng trái một chút. Đây là máy mài chui dài này. Cái mã em đang thanh lý các bác, giá là con này thanh lý là giá 400 nhá. Giá 400 miễn ship và tặng kèm thêm một lưỡi cân gạch. Cái này thì nó không có điều chỉnh tốc nhá. Chủ than bên ngoài điện này cho em này. Hút bụi điện này, pin làm gì có hút bụi. Đây là máy mài chui dài là 400.000 nha các bác. 400.000 là miễn phí ship và em tặng kèm thêm cho các bác là một cái lưỡi cắt gạch trị giá 50.000 nhá. Đấy, cái máy chui dài là em còn một thùng nữa, một thùng của nó 10 cái. Em thanh lý rẻ lốt cho các bác là 400.000 nhá. Đấy, bác là chốt mã này thì nhanh tay này. Cái bộ này dạng trước là các bác quan tâm nhiều lắm nhưng mà nó không có nhá. Nó có kho có một thùng là 10 cái nhá. Em thanh lý giá 400 thôi, bác là chốt thì nhanh tay này. Đây là máy hút bụi điện này. Đây là anh Đạo tăng lên. Máy hút bụi điện này. Giá 550 nhá. Cái này các bác vừa hút bụi và thổi bụi được luôn. Đấy, các bác máy 3 chức năng, hút bụi, thổi bụi và bơm hơi được luôn nhá. Giá là 550.000 một máy. Đấy, nó sẽ có theo rất là nhiều phụ kiện này. Đấy. Nó theo một tá phụ kiện luôn này. Đấy, các bác nhìn đây, phụ kiện nó như hình này nhá. Nó có máy này, những cái đầu thổi, đầu hút này, lối dài này. Đấy, đầy đủ như này. Giá là 550.000 nhá. 550.000 một máy hút bụi nha. Sử dụng điện trực tiếp 220V nhá. Máy auto lock á? Máy auto lock là máy Hukan ấy. Anh Cường ấy, máy Hukan nhá, máy Hukan pin 5 cell giá 1.150.000. Đây là máy hút bụi này. Hút bụi điện là 550.000 này. Cho mượn cái Hukan auto lock ở ngoài. Đây là máy hút bụi điện nhá. Máy hút bụi điện là 550.000 này, công suất là 1.000W này. Đấy. Đây, bác nào đang hỏi em, cái con Hukan Auto Lock với vali ở ngay sườn kia kìa. Đâu đến đây anh tìm. Đây là máy hút bụi này. Đây là anh Tăng ấy, giá là bao ship rồi nha anh Tăng. Đấy,
có 550.000 thôi, nhưng mà các bác vừa hút bụi thổi bụi rồi bơm hơi được luôn. Cái giá là 550.000. Con này công suất nó 1.000W luôn. Nếu như mà các bác mà hút đầu này thổi, các bác phải quay sang đầu này nha. Nó có hai đầu, một đầu hút và đầu thổi. Đấy, như các bác lắc cái này mà nó là hút thì thổi, các bác phải quay sang đây nhé. Nó trong này nó có đầy đủ phụ kiện như cái hình này của tôi lên nhá. Rồi bác nào là bác căng mà chốt cái hút bụi này thì comment em nhá. Hôm nay hình như là các bác comment số điện thoại là bị ẩn nên không có nhìn thấy. Các bác comment số điện thoại các bác viết bằng chữ hộ em nhá. Dạo này viết bằng số nó bị ẩn nên không có nhìn thấy các bác nhá. Các bác comment số điện thoại các bác viết bằng chữ hộ em nhá. Viết bằng chữ chứ đừng viết bằng số nó bị ẩn em không có nhìn thấy. Máy rửa xe là anh quan tâm máy pin máy điện nhá anh nhỉ? Đây máy Autolock này, 13 ly Autolock này, bác nào đang hỏi em 13 ly Autolock là em có con Huka này. Cái mã Huka này chạy động cơ có rửa than, pin 5 cell, đầu 13 ly nhá, đầu Autolock 13 ly, máy 3 chức năng giá 1.150.000. Đấy con này giá 1.150.000 nhá, hàng Huka. Hàng Huka chính hãng, con này các bác xài bao khỏe luôn. Giá 1.150.000 nhá. Đấy đầu Autolock 13 ly cho em nhá. Còn bác nào muốn quan tâm cái mã nào các bác comment để em giới thiệu cho nhá, không thì em cứ thích like rồi nhá. Và ok anh Năm hóa ok gì đây ạ? Anh Năm hóa có đặt hàng gì thì để lại số điện thoại em nhá. Các bác chốt đơn để lại em xin số điện thoại nhá. Còn bác nào muốn hỏi em cái mã sản phẩm gì đúng không ạ? Còn bác nào muốn hỏi em cái mã gì là các bác comment giới thiệu cho. Còn không thì em kết thúc like rồi nhá. Bây giờ mấy giờ? Mấy giờ? Máy điện ạ? Anh Nam ơi, máy điện này em có loại 1.550.000 này hoặc là 1.850.000 nhá. Còn máy pin là 1.050.000. Đấy, máy rửa xe pin của Huka còn một cái. Giá 1.050.000 thôi, giá thanh lý cho các bác. Còn máy điện thì bác cứ lấy con Masaki 1.550.000 là xài là cũng ok rồi. Còn bác nào muốn hỏi em mã nào đúng không ạ? Không có bác nào hỏi em mã nào nữa, em kết thúc lại đây nhá. Dây hàn là 50.000 là chưa có bao ship đâu anh Hải ơi. 50.000 là không có bao ship. Nếu như mà bác nào lấy 100m thì mới bao ship nhỉ. 100m em bao ship. Vì dây hàn nó nặng, nó không có được lời nhiều nên là không có bao ship được. Còn bác nào muốn hỏi em cái mã nào nữa không? Xem pin. Bác Long vợ xem máy rửa xe pin ấy à? Giờ em này không có người đi lấy cho rồi. Thôi anh Nam Võ, nếu mà anh quan tâm máy rửa xe pin anh đi vào Zalo nhá. Và Zalo giúp em, xong rồi em sẽ gửi mẫu cho anh. Em còn một bộ nữa, thanh lý cho các bác có 1.050.000 thôi, là có hai pin luôn. Của hàng Huka ấy. À đâu có một pin ấy, bộ có một pin. Một pin 10 cell nhá, cho pin phổ thông. Anh vào Zalo để em gửi mẫu sang cho. Đấy, thôi còn bây giờ không có bác nào quan tâm cái mã là lúa thì em kết thúc video ở đây nhá. Đấy các bác mà quan tâm muốn đặt hàng thì các bác để lại cho em số điện thoại xuống phía bên dưới nhá. Máy vít à? Thân máy vít là 600 anh Trình Mai. Cái chuyên vít của Mayta này này. Vâng ok anh Nam Vũ nhá. À, khách quen vẫn phải để lại số điện thoại anh Bình ơi. Trừ khi là các bác phải vào tin nhắn thì em mới biết được. Chứ còn ở trên này thì em không có nhớ nha anh Bình nhá. Ở trên này không có nhớ đâu. À, máy hút bụi là có được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha anh Tặng nhá. Đây chuyên viết đây là anh Trình Mai. Thân máy là 600 nhá. Đấy các bác đặt hàng bên em là các bác đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết nha. Đấy bác nào mà chốt thì cứ để lại em số điện thoại nha. Các bác comment cho em mã sản phẩm và kèm theo số điện thoại là ok nhá. Đấy còn không có bác nào quan tâm mã là nữa thì em sẽ kết thúc live stream ở đây nhá. Đấy các bác quan tâm thì cứ để lại số điện thoại hoặc là liên hệ alo trực tiếp cho bên em qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200 nhé. Rồi bây giờ em sẽ kết thúc live nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.